động tác rất là đơn giản. Tác dụng chính của cái động tác này thì nó sẽ full body, tức là toàn bộ cơ thể của mình luôn, và mình sẽ focus vào phần đùi, cơ mông và lúc như mình giảm phần mỡ bụng luôn anh chị ha. Thì động tác mình là động tác squat. Tư thế chuẩn bị thì hai chân rộng bằng vai, tay vuông góc, mình sẽ hạ thân người, đùi song song với sàn, gối đi theo hướng mũi chân, ok ha, tay đánh ra sau, rồi, tư thế chuẩn bị, rồi và mặt cao, dùng lực ở hai phần đùi đạp sàn, nhảy lên cao, chân cách mặt sàn 20 cm, xuống mình sẽ hít, lên thở. Lưu ý ở cái động tác này, lưng mình phải thẳng. Cái thứ hai, đùi song song với sàn. Cái thứ ba, gối mình sẽ đi theo phần mũi chân, mắt nhìn về phía trước. Động tác rất là đơn giản, chúng ta thực hiện ở bất kỳ nơi đâu.